Tại một trong những cái lớp huấn luyện của tôi thì tới phần hỏi đáp thì có một học viên đứng dậy và đặt câu hỏi như thế này. Anh vốn là một chủ nhà hàng phục vụ món ăn uống và anh cắt một cái câu khẩu hiệu dán lên trên bức tường để làm cái tiêu chí phục vụ của nhà hàng. Cái câu khẩu hiệu đó là khách hàng luôn luôn đúng. Thì một ngày nọ có một người khách vào và ăn uống tại nhà hàng của anh. Trong đội ngũ phục vụ thì có một nữ phục vụ viên rất xinh xắn. Và người khách này sau khi uống một vài chai bia thì phát sinh những cái hành vi không đẹp. Tức là cái người khách nam này đột nhiên vỗ mông cái cô nhân viên nữ này. Cô nhân viên rất bực mình và giữa hai bên có sự lời qua tiếng lại. Hai bên cự cãi nhau và cái người khách hàng này yêu cầu gặp ông chủ nhà hàng, cũng chính là học viên của tôi. Khi mà ông chủ nhà hàng bước ra thì người khách này chỉ lên cái câu khẩu hiệu của nhà hàng, nói rằng khách hàng luôn luôn đúng. Câu hỏi đặt ra là nếu như bạn là ông chủ nhà hàng đó thì bạn sẽ giải quyết trường hợp này như thế nào? Các bạn thử suy nghĩ một chút. Và đây là câu trả lời của tôi. Nếu tôi là người chủ của cái nhà hàng đó, tôi sẽ trả lời người thực khách là như thế này. Ở đây cái câu khẩu hiệu ghi rằng khách hàng luôn luôn đúng. Thế thì tôi sẽ định nghĩa rất rõ về khách hàng của một nhà hàng là ai. Ở đây chúng tôi phục vụ món ăn và thức uống. Khách hàng là những người trả tiền ra để mua thức ăn và thức uống. Và chúng tôi chỉ bán thức ăn và thức uống, chứ chúng tôi không bán dịch vụ vỗ mông. Chính vì vậy mà anh có thể nhìn thấy trên menu của tôi hoàn toàn không có cái thức gọi là thức vỗ mông mà có trả tiền. Chính vì vậy khi anh thực hiện hành vi đó thì anh đã không còn là khách hàng của nhà hàng chúng tôi nữa. Và cái câu đó không áp dụng trong trường hợp anh vừa xúc phạm cái người nữ nhân viên của nhà hàng. Các bạn thân mến, trong việc kinh doanh và trong việc đề ra những cái câu khẩu hiệu để mà làm cái tiêu chí kinh doanh đó, thì chúng ta phải thực sự lường trước được những cái tình huống có thể phát sinh từ cái câu khẩu hiệu đó. Tuy nhiên, nếu đó là một cái câu khẩu hiệu mà thể hiện một cái giá trị phục vụ cao nhưng không đồng nghĩa với việc là phục vụ bằng mọi giá, thì chúng ta có thể gặp những cái tình huống khó khăn giống như cái tình huống mà tôi vừa chia sẻ. Có những cái người thực khách họ không có đàng hoàng và họ có những cái hành vi thô lỗ xúc phạm tới nhân viên của chúng ta, thì chúng ta phải có cái cách đối đáp và trả lời họ một cách tâm phục khẩu phục để họ biết rằng là cái nhà hàng của chúng ta luôn luôn phục vụ bằng một cái tiêu chí tôn trọng thực khách. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đồng ý với hành vi không có đạo đức và hành vi không đẹp của cái người khách say xỉn này. Và khi mà gặp tình huống khó khăn như vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta cần phải định nghĩa từng câu, từng dấu chấm, dấu phẩy trên cái câu khẩu hiệu mà làm cái tiêu chí hoạt động và phục vụ của nhà hàng. Và khi mà chúng ta làm được điều đó thì không có thực khách nào có thể bắt bẻ chúng ta cả. Đây là một trong những cái tình huống mà riêng cái ngành hoạt động của nhà hàng, nếu mà cái nhà hàng nào có một cái tiêu chí chính trực và đạo đức trong kinh doanh đó, thì chúng ta có cái sự khôn ngoan để mà đối đáp. Cũng vậy, đối với những cái công ty khi mà chúng ta hoạt động của công khi mà chúng ta thành lập một cái công ty, chúng ta hoạt động của công ty đó, thì riêng về tiêu chí phục vụ của khách hàng, phục vụ dành cho khách hàng, thì chúng ta cần phải ghi rất rõ bằng câu, bằng chữ, và nếu có thể thì luôn cho khách hàng biết cái điều đó một cách rõ ràng, để khách hàng không lợi dụng những cái dịch vụ của chúng ta bẻ cong đi cái ý nghĩa thực sự của cái điều mà chúng ta muốn nói. Ở đây là cái sự chia sẻ của tôi dành cho những nơi mà kinh doanh đề cao cái sự chính trực, cái sự đạo đức. Chứ cái lời chia sẻ của tôi không dành cho những nơi mà có cái cách kinh doanh nó không có đạo đức.
và xã hội lên án thì cái điều chia sẻ của tôi nó không áp dụng trong cái trường hợp đó. Cảm ơn các bạn.